Ngoại hình thì em thích một người bạn trai cao khoảng 1m73 trở lên. Bạn trai cao nhiêu vậy? Dạ 1m57 chị ạ. Mấy? 1m57. Rồi thì em thích người có chân mày mà nó nằm gọn á chị. Chân mày nó ngang mà nằm gọn á. Mình tên là Đỗ Phước, năm nay 27 tuổi. Mình sinh ra ở Lâm Đồng. Giờ em đang làm gì ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang làm kỹ sư xây dựng ở một công ty ở Biên Hòa. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Phạm Thị Lý, hôm nay em 25 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai và hiện tại em đang là nhân viên kỹ thuật của một công ty may ở Biên Hòa. Là cùng quê ha. Yeah. Hôm nay bạn đến đây tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng ta phải trải lòng mình cho bạn kia hiểu luôn nha. Dạ. Yeah. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây khoảng khoảng 3-4 năm thì em chia tay. Mối tình nó kéo dài khoảng cái chừng 4 năm. Trời ơi, 4 năm sao chia tay vậy Cương? Lúc đó thì hai đứa cũng tuổi còn nhỏ nữa, giống như hai đứa trẻ con yêu nhau vậy chị. Thì có những cái bất đồng về tính cách, lâu dài nó thành mâu thuẫn. Hai đứa cuối cùng nói lời chia tay. Mời bạn gái, mình tình trường như thế nào em? Dạ, em thì mới chỉ quen có một mối tình đó chị. Kéo dài 1 năm và kết thúc cũng gần được 2 năm rồi. Lý do chia tay là nói chung là trong cái cuộc tình thì cũng có những cái mâu thuẫn, hiểu lầm giận dỗi này kia, nhưng mà em vẫn chấp nhận được cho đến khi là em biết được người đó là trong thời gian quen em vẫn là hẹn hò với một người khác, thì em không có chấp nhận được điều đó nên là em chia tay. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Ngoại hình thì em thích một người bạn trai cao khoảng 1m73 trở lên. Tại vì tại vì em cao 1m67 rồi chị. Em mà mang giày lên nữa thì nó... Bạn trai cao nhiêu vậy? Dạ 1m57 chị ạ. Mấy? 1m57. Cởi cây tre, cởi cây tre đó. Có nhiều 1m57, 1m75 á chị, chắc nó ngược. Dám chơi chữ với tôi ha, hồi tôi qua bao cao. Lát chị qua kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra giùm em. Rồi thì em thích người có chân mày mà nó nằm gọn á chị. Chân mày nó ngang mà nằm gọn á. Những người đó là nói thằng ông nghe. Thì lông mày phải rậm rạp chứ. Không, ý em là nó vẫn rậm rạp nhưng mà nó ngang bằng chứ không có xòe cái đuôi ra. Lông mày có xòe cái đuôi ra nữa hả? Lông mày phải gọn, quân mặt sáng và hiền lành phúc hậu. Bạn trai bên kia muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Về ngoại hình thì một bạn nữ cao khoảng 1m50 đến 1m65 thôi. Tóc dài, không mập và da thì tương đối trắng. Còn về tính cách thì hòa đồng, yêu thương trẻ con. Để anh qua anh gặp mình bạn gái bên kia nha. Đàn gái coi sao anh qua anh tính tiếp. Cao 1m67. Ồ, chào anh gái, cao. Dạ. Chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới anh. Đây, lì xì em. Đây hơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc anh năm mới là gia đình hạnh phúc nè, vạn sự an khang thịnh vượng. Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc em và gia đình sức khỏe nha. Dạ. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Em không thích con trai gia trưởng nè. Vô tâm nè, hay than phiền. Con trai thì phải có chí lớn. Dạ vậy thôi. Cái đó hút, anh đáp ứng được em ơi, yên tâm đi. Hút thuốc nữa. Bên kia không hút thuốc luôn. Dạ. Khỏe rồi. Dạ. Nếu như làm dâu em làm dâu được không? Nói chung theo cái quan điểm của em á, thì làm dâu cũng không có vấn đề gì lớn hết. Nhưng mà nếu mà được thì em vẫn thích là có một cuộc sống riêng tự do hơn. Dạ. Rồi, được rồi. Anh bên kia về chiều cao này kia với hợp, rất hợp em đó. Dạ. Hai người thấy cũng hợp lý đó. Để tôi coi, không đòi hỏi gì nữa hết đúng không? Dạ, hỏi thử coi có phải làm dâu không chị? Là sợ làm dâu đúng không? Không phải sợ nhưng mà em cũng muốn biết trước. Chào chị. Cao 1m57 đồ ha. Tết đừng có lừa cằn nhằn ta. Lì xì lấy hơn đi nè. Tặng em các tường như ý, chúc em năm mới nè, nhiều sức khỏe nè, mọi sự bình an. Dạ, đó, cái chính là mọi sự bình an. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Và với lại nhờ chị thuyết phục bạn gái bên kia giùm em. Bao thơ lì xì là một chuyện, còn cái chuyện thuyết phục thì để chị phải hỏi em một chút xíu đã, ngồi xuống. Dạ rồi. Bạn gái nhờ hỏi trước là có làm dâu hay không. Em xin giới thiệu chị là em là con út trong nhà. Thì hiện nay em đang sống với ai? Em sống với ba mẹ. Trong nhà út. Mình đông anh chị em không? Nhà em có 9 anh chị em cơ. Em là con út mà giờ còn mình em chưa lập gia đình thôi. Thì bây giờ gặp cái trường hợp là toàn dân dục cưới rồi chị ạ. Về ba mẹ cũng hối em lấy vợ nữa. Còn nếu mà muốn ra ở riêng thì đảm bảo là có khả năng để ra ở riêng. Vẫn có khả năng ra ở riêng đúng không? Rồi vậy là tốt. Em có cái yêu cầu gì bên nhà gái không? Em muốn tìm một người phụ nữ truyền thống ấy chị. Nên những bên bạn gái mà ăn chơi đua đòi quá thì em cũng thích. Giả sử có đi đâu chơi thì có thể dẫn em theo hoặc là hỏi ý kiến em trước. Với lại một người tôn trọng ý kiến của đối phương.
Em đi em có hỏi người ta trước không? Tất nhiên có, em yêu cầu người ta tôn trọng mình thì trước tiên em phải tôn trọng người ta đã. Rồi, gì nữa? Có nhiều bạn nữ hay cắn lắm. À, không thích cắn. Đúng rồi, đúng rồi. Không thích cắn mà nhéo được không? Được chị, nhẹ thôi nha chị. À, vậy là anh sợ đau, nói chung là anh sợ đau. Đúng rồi. Có gì nữa không? Thôi vậy thôi chị. Chắc chưa? Chắc rồi chị. Để lát cho em tự tìm hiểu đi nha. Bây giờ á là kéo màn lên thi tiếng hát truyền hình ha. Kéo màn lên là hát liền nha. Dạ rồi. Rồi biểu diễn luôn cho bạn gái bên kia tạo ấn tượng luôn. Vừa tặng hoa vừa hát luôn nha. Bắt đầu kéo màn. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gầm lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh trưng xanh chào xuân đang sang. À, đây là bức thư pháp mà em tự viết. Anh xin giới thiệu với em, ba anh là họa sĩ. Ba anh cũng rất hay là viết thư pháp. Và nếu mà có gì thì em cứ về ba anh chỉ giáo thêm. Anh nhìn em có vẻ con quen. Không biết em có gặp ở đâu, vô tình gặp ở trên đường hay sao á. Hỏi coi cô ấy học ở đâu. Thì anh ở Biên Hòa, còn em ở đâu? Dạ em cũng ở Biên Hòa luôn, anh ở phường nào? Anh ở Phúc Tân. Tân hả? Em ở An Bình. An Bình hả? Anh đang, cái công trình anh đang làm cũng ở An Bình hả? Có gặp ngay An Bình hả? Em biết ngay ba công trình, anh nhìn thấy em, anh nhớ không? Em học ở trường nào? Dạ em học trường cao đẳng Sona Deji. Ở Biên Hòa 2. Cùng trường với anh rồi. Trời ơi. Anh học khóa mấy ngành gì vậy? Anh K7. K7, em K8. Đó. Vậy là anh học xây dựng luôn? Anh học xây dựng. Ồ vậy hai người chung trường luôn. Học chung trường. Vậy mà không gặp nhau, nay gặp nhau đây. Có thể là đã gặp nhau rồi nhưng mà rồi. Không có ấn tượng sâu. Hẹn hò sao hai đứa? Có thể nếu mà ở An Bình á, thì mình có thể gặp nhau nhiều á. Tại vì cái công trình anh làm thì ngay ở trường tiểu học An Bình á. Dạ. Rồi kế hoạch chúng ta sẽ bao giờ tiến tới hôn nhân nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau? Nếu mà hợp mà thì anh nghĩ là cuối năm sau mình có thể tiến tới hôn nhân. Đó là nếu thực sự hợp. Em cũng nghĩ nếu mà hợp nhau thì cũng khoảng tầm 1 đến 2 năm. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Rồi bây giờ mình còn 30 giây nữa. Mọi người sẽ nói về những suy nghĩ của mình cho đối phương được biết. Em từng nghe mọi người ta nói rằng á, là hãy xem cuộc sống này như những cái món quà mà chưa được mở. Thì em hy vọng hôm nay anh là sẽ một món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho em. Chứ chưa, anh cứ nghĩ anh ấy đó là một cái sự tra tấn gì của Thượng Đế. Nhưng mà thực ra thì anh ấy là để bữa nay gặp em. Hay lắm. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng mà chắc chắn cũng đủ để chúng ta cảm nhận được đối phương có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. 1, 2, 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hai bạn nắm tay nhau nào. Và bây giờ là thủ tục của chương trình. Trên xin phép được hôn em nhé. Chúc các bạn hạnh phúc. Nắm tay nhau thật chặt. Đừng buông tay ra và đi tìm hiểu nhau. Em đến từ Việt Nam mà. Hả? Đến từ đâu? Mày nó giới thiệu á, tôi tưởng nó đến từ Campuchia. Từ Việt Nam hả? Dạ. Quận mấy? Dạ em ở Sài Gòn anh ạ. Em là cát trắng biển xanh. Anh là dòng sống bao trùm lấy em. Ngày nào nước biển còn xanh, đại dương còn sống, anh còn yêu em. Anh cho em bấm nút đi anh. Trời ơi, chưa. Má má, bạn gái còn vậy được không má? Em tên là Phạm Thị Anh Thảo. Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang công tác và làm việc ở quận 7. Quê em ở đâu Thảo? Dạ em ở quận 7 luôn ạ. Rồi công việc em đang làm là gì? Em đang làm nhân viên làm mi á chị. Hả? Mi dùng để nói mắt á. À lông mi á phải không? Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào Nguyễn Linh ạ. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Quốc Quân, 26 tuổi, em đến từ Việt Nam. Hả? Đến từ đâu?
Mày nó giới thiệu á, tôi tưởng nó từ Campuchia. Từ Việt Nam hả? Dạ. Quận mấy? Dạ, em ở Sài Gòn anh ạ. Sài Gòn, ở đâu? Dạ, em ở quận Tân Phú anh. Quê ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn rồi. Đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên quảng cáo thiết kế bảng hiệu hộp đèn á chị ạ. Cụ thể là em làm thiết kế hay là em thi công? Vừa thiết kế vừa thi công luôn anh. Vậy cũng giỏi mà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu luôn đi. Em biết làm việc nhà, biết nấu ăn. Gì rung dữ vậy? Dạ, đang rung anh. Thoải mái lên. Rồi, đỡ rung chưa? Đỡ rung cho em trai. Dạ, bớt bớt. Ưu điểm là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, là còn gì nữa không nè? Thì nói chung thì em đi chơi cũng nhiều mà. Nhưng mà cái mà đi phượt á, thì em lên kế hoạch thì cái nói là đi luôn à. Ủa, là ưu điểm ý hả? Ý là mình làm cái kế hoạch nó nhanh gọn á. Tức là nói là làm. Dạ. Đó là thế mạnh của em. Có khuyết điểm gì không? Khi có nhậu á, bắt đầu ngủ nó ngái xíu anh. Chuyện nó bình thường, không sao cả. Với lại em có giờ với thúng xíu. Đi thúng ví dụ mà không? Em hẹn bạn đi chơi thường thường hẹn 7:30 8:15 mới qua. Trời ơi, rồi hẹn bạn gái rồi sao? Cái đó em cố gắng tranh thủ chị ơi. Mai mốt mà có hẹn hò với bạn bên đó đó là đừng có hẹn ở ngoài đường, là biểu tới nhà đón, rồi khi nào tới rồi mình mới xuống mình đi, chứ không thôi là mình ra đường mình đứng là thành đứng đường luôn đó. Còn bạn gái bên kia? Dạ, em biết lắng nghe và chia sẻ, cũng dễ tha thứ lắm chị. Làm em giận nhưng mà nó nói mà em nghe hợp lý thì bỏ qua. Còn khuyết điểm của em là em hay quên và em cũng ít nói. Hai người này, một người rung, người ít nói. Bạn trai, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình nè. Coi lù khù vậy cũng dữ quá ha. Bao lâu rồi, tại sao chia tay? Mối tình dài nhất 1.5 năm chị ơi. Tại hai người không cùng quan điểm sống á chị. Thì một người nói một đường, người làm một nẻo nên... thôi em cho lên đường luôn rồi. Trời ơi, lên đường luôn hả? Dạ, quyết định cho lên đường luôn hả? Rồi, bạn gái em quen bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em quen cũng được 3 người chị. 3 người? Dạ. Đúng nhau dữ rồi. Mối tình đầu tiên thì em quen anh bộ đội. Còn mối tình thứ hai thì em quen anh gần nhà. Nhưng mà khi mà em nói với anh là chờ em thi tốt nghiệp trung cấp á, thì em liên lạc lại. Nhưng mà khi liên lạc lại mất tiêu. Trời đất ơi, tới giờ không liên lạc được. Tới giờ này cũng không liên lạc được luôn. Dạ không. Còn mối tình thứ ba thì em quen cũng được 4 năm. Nhưng mà do không hợp tuổi á chị. Sao mà 5 năm đầu không tính đi, em quen 4 năm rồi không hợp tuổi. Em không có nghĩ tới tuổi tác, nhưng mà bên gia đình anh đó đó, đi coi tuổi nói là em không có hợp tuổi. Rồi thành ra chia tay luôn. Bao lâu rồi em? Dạ cũng được 2 năm rồi chị. Bây giờ hỏi tuổi luôn đi chứ để không hợp nữa, mệt nữa. Trời ơi, mà tôi nói thiệt á, mấy người làm cha làm mẹ thôi khỏi cái vụ coi tuổi đi. Tôi hồi đó tôi coi tuổi quá trời luôn. Bắt trời nó hợp lắm, cưới nhau vậy 21 ngày ly dị mất tiêu à. Coi tuổi anh chi cho nó mệt vậy trời ơi, khỏi đi. Yêu nhau lấy nhau được rồi. Em gái tuổi gì? Dạ em tuổi Thân ạ. Em tuổi Thân luôn. Tuổi Thân luôn hả? Song Thân. Song Thân. Song Thân là hợp rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, biết quan tâm và lắng nghe á chị. Cũng đừng có nóng tính quá. Biết chăm sóc, quan tâm gia đình. Em không thích người nhậu nhiều. Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không hút thuốc chị ơi. Có nhậu không? Chỉ có nhậu gặp khách hàng nhậu một cái chai thôi chị ơi. Xã giao được không em? Dạ được. Rồi. Với lại là hay nói tục á chị. Em không thích nói tục, nói chuyện như có nói tục chữ thề gì không? Anh ơi, anh có nói chuyện nói tục không anh? Cũng không có đâu em ơi. Dạ, vậy em yên tâm rồi. Có chữ thề không? Dạ không. Bạn trai, tiêu chuẩn tìm bạn gái của mình như thế nào? Cao trên 1.53 được rồi chị ơi. Em có 1.5 anh ơi. Mang dài nó cao rồi. Rồi, được. Tóc dài. Có, gì nữa? Da trắng nha. Có. Trắng hơn em được rồi, tại vì em đi nhiều quá em đen rồi. Cứ có đi rồi hồi có hay không tính sao. Mình có cái mẫu người lý tưởng mà ngoại hình như thế nào không em? Dạ, cao khoảng 1.65 là được chị. Đừng bụng bự, à hói. Đó, này anh Linh anh ghét lắm đó cưng, đừng nói câu đó. Nghe nó hói hói tôi bực mình rồi. Hên quá, không bự không hói. Ừ. Có là Linh anh tràn qua rồi. Có hói là tràn qua liền. Bây giờ nè, nếu mà được thì hai người tính nào chừng nào thì mới tiến tới hôn nhân được? Dạ, sang năm á chị. Gia đình em là có coi tuổi coi đồ gì không? Không chưa. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu em? Ở nhà em chứ. Nhưng mà nhà em ở đâu, rồi có ba mẹ ở nhà không? Ở chung với ba mẹ. Tại nhà em nhiều phòng, em có phòng riêng mà chị. Có phòng riêng. Dạ. Mà đông anh chị em không? Dạ 5 người. Ủa làm gì mà rung dữ vậy, bình tĩnh hít thở vô coi cái gì mà cái môi ông giật rung dữ vậy. Rung xíu chị ơi. Bẻ ngồi quẹo hết mấy ngón tay bây giờ. 5 người là nhà 5 phòng.
mới bút mà còn phòng em mốt chưa xây. Là mai mốt xây vô đó luôn cho còn... sân thượng. Xây lên sân thượng 5 phòng. Dạ. Là 5 anh em ở chung nhà chứ không ai chịu ra riêng hết trơn á. Thì ví dụ mình không thích ở nhà mình ra ngoài mình ở cũng được mà chị. Giờ công việc em ổn định chưa? Dạ cũng ổn định. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị cũng hơn một nửa rồi chị. Em chuẩn bị hay là ba mẹ em chuẩn bị? Dạ, em chuẩn bị chứ sao kêu ba mẹ chuẩn bị được. Đúng rồi, ai biết đâu được. Phòng số 3 nha cưng. Ừ, nhớ đó. Nhà Sài Gòn nha. Dạ. Rung quá trời. Dừng. Được rồi. Trời chào em gái. Anh đây cũng thật thà lắm ha. Mấy người đó là người ta chung thủy lắm em. Bây giờ làm dâu được không? Dạ không sao à. Làm dâu là nhà tới 4 5 anh em nữa. Dạ được. Nấu cơm một loạt từ trên lầu 3 nấu xuống đó. Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có điều cố gắng ăn thử. Chị làm dâu không sao ha. Dạ. Rồi, lao nhà ngày là... lao 3 tầng từ trên dưới 11 xây thêm cho Út trên sân thượng nữa nha. Tưởng em vậy em lao chứ em teo thiêu. Có chơi Facebook không? Dạ có. Chận Facebook nha. Đây cũng dễ thương, đây cũng hiền lành nữa. Rồi còn không thích tính gì nữa không? Động cái là dung tay dung chân á. Cái đó thì không có anh ơi. Không có đúng không? Dạ. Nó nóng nó chặn Facebook thôi hả? Đâu em nhiều khi em cọc cọc xíu thôi anh. Chứ động tay động chân con gái là mình bậy rồi đó. Đúng rồi đó. Dạ. Em động bên đây bay mất tiêu luôn á. Đây ốc tiêu đó. Bây giờ cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo màn lên. Cảm ơn. Dạ, anh thấy em sao? Thấy dễ thương. Ấn tượng. Hai món quà nè, sách với cây xương rồng là ý nghĩa gì đây? Thì cái quyển sách đó là quyển sách mới ra là Yêu là cưới. Thì nói chung là mình đã xác định yêu là mình phải cưới chứ không có mà giỡn giỡn. Còn cây xương rồng thì nói chung là hãy đến và mang anh đi. Dạ. Nó vĩnh cửu, bền lâu và mãi mãi. Quan điểm tình yêu của em là gì? Em nghĩ là tình yêu hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là một cuộc hành trình. Quan điểm tình yêu của anh á là yêu ít thôi miễn là dài lâu, nói ít thôi, hứa ít thôi miễn là làm được. Anh thấy em thấy anh sao? Dạ, thấy anh cũng hiền, cũng được trai. Dạ, em thích đi phượt. Dạ em thích lắm. Bằng xe máy? Dạ được. Đi tới em đâu thì à? Xe buýt không được, em thích đi xe máy. Vậy mốt xong mua xe hơi. Thôi đi xe máy anh hưởng gió trời cho nó mát. Trời mưa trời gió là sao? Dạ tắm luôn. Mua xe hơi tao khoét cái lỗ chứ. Cũng có xe hơi mua chừng mà anh. Không có ước mơ lấy nhau là mua xe hơi được rồi đó. Bên này anh cũng có câu thơ để tặng em. Em là cát trắng biển xanh, anh là dòng sóng bao trùm lấy em. Ngày nào nước biển còn xanh, đại dương còn sống, anh còn yêu em. Quá dữ. Mẹ nghe con đọc thơ mẹ cười tủm tỉm. Không ngờ trời con trai tôi dữ dằn quá. Anh cho em bấm nút đi anh. Trời ơi chưa. Má má, bạn gái con vậy được không má? Tùy duyên thôi, hai đứa có duyên là được rồi. Vậy con nắm tay bạn gái này đi về được không má? Vấn đề á, nãy giờ em thích rồi đúng không? Dạ. Trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. À, nhưng mà quan trọng cô gái đó có thích hay không. Bây giờ em nói một cái câu nào đó nghe nó ngọt ngào chút xíu, cô gái đó đồng ý bấm nút mới được chứ, đúng không? Thì mình đến đây là một cái duyên rồi. Không, không nói câu đó. Từ từ anh, để em nói mà. Nói thiệt là hôm nay kéo màn lên anh thấy em á, thì anh cũng có ấn tượng. Nhưng mà ấn tượng nói chung là ấn tượng gặp mấy người khác á, nó không có bằng cảm giác bằng em. Tại em có cái ấn tượng mà sâu sắc. Vậy em bấm được chưa anh? Đó nói vậy nghe có được. Anh muốn em nói vậy đó. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 hết thời gian. Mời em. Sao bạn gái chậm quá vậy? Em còn lấn cấn cái gì ở ảnh mà em phải phân vân là ảnh không phù hợp cái điểm nào với cái tiêu chuẩn của em? Dạ không, lúc đó em suy nghĩ chưa tới á chị. Suy nghĩ chưa tới.
chậm mà chắc đúng không? Dạ. Bây giờ nắm tay nhau trước đi nè. Hôn nhau đi hai bạn. Cảm ơn thầy. Cảm ơn ha.